Xin chào các bạn, mùa này thì vải thiều vừa ngon lại vừa rẻ, thì chúng ta sẽ làm trà vải thiều để dành trong tủ lạnh. Thì khi mùa nóng á, các bạn cho thêm đá và chanh vào uống thì rất là mát. Bây giờ vải thiều khi các bạn mua về, các bạn sẽ rửa sạch, bắt một nồi nước sôi, đợi nước sôi lên các bạn sẽ cho cái phần vải thiều đã được rửa sạch vào. Và các bạn luộc trong vòng 3 phút. Đợi vải thiều chín độ 3 phút thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước đá. Vải thiều được 3 phút rồi thì mình sẽ vớt ra cho ngay một cái thau đá này để cho cái vải của mình nó giữ cái độ ngọt, độ giòn nha. Các bạn đang xem video Drinking con bà Bỉnh. Hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi em đăng video mới nhất lên nhé. Để vải thiều nó nguội lại trong thau đá thì mình sẽ quay qua mình làm cái nước để xíu mình ngâm, để nó vừa nguội thì mình vừa tách cái hạt ra thì mình đã ngâm được rồi nha. Các bạn sẽ cho vào đây 500ml nước và 300g đường. Các bạn có thể dùng đường trắng thì đường trắng nó sẽ lên cái màu ngâm, nó không có lên màu nâu đẹp. Thì mình ở đây mình dùng cái đường Hàn Quốc, đường nâu. Thì các bạn có thể dùng đường bát, đường phèn hoặc là đường thốt nốt gì cũng được nha. Tỷ lệ mình làm 500ml nước và 300g đường thì nó vừa phải, nó không quá ngọt. Bây giờ cái phần nước đường nó đã sôi thì các bạn tắt bếp để sang một bên cho nó nguội. Các bạn sẽ quay qua lấy cái hạt vải thiều ra. Các bạn sẽ dùng một cái đầu dao nhọn nhỏ để có thể dễ lấy một cái hạt vải thiều ra nha. Lấy vải thiều thì các bạn sẽ để ý một chút, nó sẽ khéo léo một chút để không bị nát cái phần thịt của vải á. Thì khi mình ngâm nó sẽ nguyên vẹn và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ vải thiều mình làm xong rồi, mình sẽ cho ra một cái hũ để xíu nữa mình đựng luôn. Cái hũ này các bạn sẽ tráng qua nước, mà nước lúc nãy mà mình nước đường lúc nãy mình tráng xong mình đổ luôn cái phần nước đường đó thì mình vừa vệ sinh cái hũ luôn. Bây giờ mình sẽ cho vải vào và mình đợi nước nguội, mình sẽ cho nước vào. Bây giờ các bạn sẽ bỏ trong tủ lạnh, khi nào lạnh vải thiều lạnh thì các bạn đã dùng được rồi. Bạn dùng từ 7 tới 12 ngày đối với cái phần vải thiều mình ngâm nha. Để pha trà vải thiều thì các bạn sẽ dùng một cái trà túi lọc, trà hồng, trà vải hoặc bất kỳ trà nào các bạn có ở trong nhà và có tiện để dùng. Các bạn đang xem video Drinking con bà Bỉnh. Hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi em đăng video mới nhất lên nhé. Đợi nước cho nguội, các bạn sẽ cho vào đây đá viên, thật là nhiều đá để cho nó mát nha. Những lát chanh, mình sẽ cho vào đây 2 lát chanh. Nó vừa thơm mà vừa cái tăng cái độ chua chua, nước xíu nữa nước vải nó sẽ ngọt ngọt nữa. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nước ngâm vải thiều. Mình sẽ cho 3 muỗng. Và cái phần vải thiều ngâm cùng với một ít lá bạc hà để trang trí. Thế là cái phần nước trà vải của mình đã xong, rất là thanh mát. Vừa có vị thanh chua ngọt ngọt và cái mùi thơm của vải. Rất là thanh nhiệt cho những ngày hè như thế này nha. Mà chi phí thì lại rất là rẻ, rất là an toàn cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.